Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Xót xa, nhà xuất bản giáo dục làm giàu trên nỗi khổ phụ huynh, học sinh. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Thông tin này lập tức gây chú ý trong dư luận vì thời gian qua, cả người dân lẫn các đại biểu Quốc hội đều băn khoăn, thậm chí nêu ý kiến rất gay gắt xung quanh vấn đề giá sách giáo khoa tăng cao. Trong thông báo kỷ luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ nêu chung chung, ông Nguyễn Đức Thái bị kỷ luật vì đã vi phạm chính sách pháp luật trong việc chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sản xuất, kinh doanh, biên soạn, in ấn, kê khai, phát hành sách giáo khoa mới, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết. Trong khi ông Thái bị kỷ luật thì báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in ấn phát hành hơn 164 triệu quyển sách giáo khoa trong năm 2021, vượt 40% so với kế hoạch. Tổng doanh thu của nhà xuất bản đạt hơn 1.828 tỷ đồng, chủ yếu từ phân phối sách giáo khoa. Lợi nhuận sau thuế là 287,4 tỷ đồng, đạt 250% so với kế hoạch được giao. Trong khi những năm trước, lợi nhuận chỉ từ 120 đến 150 tỷ đồng. Đây là mức lãi cao nhất từ trước tới nay của đơn vị này. Vậy, vì sao ông Thái bị kỷ luật? Ngày 6 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đang xác minh thông tin tố giác ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc mua sắm giấy in sách giáo khoa phục vụ năm học 2022-2023. Động thái này bước đầu đã hé lộ thông tin để trả lời một phần câu hỏi vì sao sách giáo khoa mới có giá cao gấp 2-3 lần so với sách giáo khoa chương trình cũ. Chưa hết, nếu việc mua sắm giấy in có vấn đề thì các khâu khác như in ấn, kê khai, phát hành cũng có thể có vấn đề, góp phần đẩy giá sách lên cao. Đây chính là những khâu liên quan đến vi phạm của ông Thái, theo thông báo kỷ luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, cần kiểm tra phần xã hội hóa, liên kết xuất bản bởi rất dễ xảy ra tiêu cực. Giải thích trước Quốc hội tại kỳ họp vừa qua về việc sách giáo khoa tăng cao, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng do sách mới có khổ to, giấy đẹp, in đẹp hơn và cũng có yếu tố xã hội hóa. Có thể hiểu và chấp nhận lời giải thích này. Nhưng vì sao Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lãi lớn kỷ lục như vậy? Ai cũng hiểu, một khi nhà xuất bản càng lãi lớn thì phụ huynh, học sinh càng khổ. Sách giáo khoa là mặt hàng văn hóa phẩm đặc biệt nên giá cũng phải đặc biệt và nhà nước phải kiểm soát giá. Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nhà nước có chính sách định giá, thậm chí trợ giá trong việc in sách giáo khoa. Thực tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hưởng nhiều chính sách ưu đãi, trong đó được vay vốn của Ngân hàng Thế giới VKB với lãi suất thấp. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn. Vậy, lãi khủng của đơn vị này dùng để làm gì? Vì sao không lấy tiền lãi đó để trợ giá cho sách giáo khoa? Liệu giá sách giáo khoa mới hiện nay có phản ánh đúng giá thành và bản chất hay bị phù phép bởi nhiều khâu khiến giá càng tăng cao? Cần nhớ rằng, nhà xuất bản này chỉ mới in ấn chương trình sách giáo khoa ở 3 lớp mà đã lãi lớn như vậy. Nếu tiếp tục in ấn sách giáo khoa cho 9 lớp còn lại, thì lãi sẽ khủng đến đâu? Những câu hỏi chưa thể có ngay lời đáp, còn phụ huynh học sinh vẫn phải e vai gánh lấy giá sách giáo khoa cao như hiện nay. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khóc vì chuyện đấu thầu thuốc, vật tư. Thưa quý vị và các bạn, đây là câu chuyện được trưởng ban chính sách Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Lê Văn Phúc kể lại tại hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề về Bảo hiểm Y tế sáng 8 tháng 7 năm 2022. Tại hội nghị, ông Phúc dành trao đổi về vấn đề thời sự cấp thiết hiện nay là chuyện thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế trong hoạt động khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế. Xác nhận tình trạng đang diễn ra, ông Phúc thông tin nguyên nhân của việc này là do chậm đấu thầu cung cấp thuốc, thiết bị, vật tư. Thực tế, có những gói thầu từ năm ngoái đến nay vẫn chưa hoàn thành, thực hiện được. Trong đó, lý do dễ thấy nhất là do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp thời gian trước gây khó khăn cho các hoạt động. Về vấn đề này, ông Lê Văn Phúc nhận định Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có trách nhiệm chính đối với việc thực hiện quy định đấu thầu thuốc theo Nghị định 63, tham gia vào cả quy trình đấu thầu ở cấp Trung ương. Các gói thầu lớn giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên ở các bệnh viện hạng đặc biệt ở Trung ương và đấu thầu tập trung tại địa phương.
Bộ Y tế mới đây thông báo đã mở được gói thầu tập trung, hy vọng trong tháng 7 này sẽ có được kết quả để công bố với dư luận. Gói thầu của Bộ Y tế rất lớn, trị giá tới 10.000 tỷ đồng, trong đó riêng phần mua sắm thuốc là 4.000 tỷ đồng, chiếm đến 1/4 chi phí thanh toán khám chữa bệnh, mà đều là những loại thuốc quan trọng, cơ bản, thuộc nhóm 1, nhóm 2. Theo đó, đây chính là nút thắt lớn cần tháo gỡ để giải quyết việc thiếu thuốc điều trị cho người bệnh hiện nay. Ông Phúc cũng cho biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản gửi các địa phương chỉ đạo bám sát hoạt động đấu thầu để thúc đẩy việc mua sắm thuốc, khắc phục tình trạng thiếu thuốc điều trị cho bệnh nhân bảo hiểm y tế. Quan điểm của cơ quan bảo hiểm là giám định nhanh nhất có thể với đề xuất để các bệnh viện có thể nhanh chóng mua sắm thuốc. Về việc đấu thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế, ông Lê Văn Phúc giải thích, quy trình quy định liên quan khó hơn việc mua sắm thuốc vì không có nhiều tỉnh thành thực hiện đấu thầu tập trung nội dung này, mà nhu cầu chủ yếu nằm ở các bệnh viện. Quy định về đấu thầu vật tư y tế cũng đang còn những vướng mắc khó khăn mà Bộ Tài chính đang phải mổ xẻ, tìm hướng tháo gỡ. Trưởng ban chính sách bảo hiểm y tế dẫn chứng bằng câu chuyện thực tế, họp với Bộ Tài chính, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ đưa đến hai dụng cụ hút dịch mũi cần mua sắm, một của Trung Quốc, một của Đài Loan. Hai dụng cụ có tiêu chuẩn kỹ thuật như nhau, nằm trong cùng một danh mục thiết bị nhưng giá lại chênh nhau mấy chục ngàn. Theo nguyên tắc thì loại hàng giá thấp sẽ trúng đấu thầu, nhưng nếu dụng cụ có mức giá rẻ hơn đó được mua sắm, đưa về các bệnh viện thì cũng không dùng được vì thiết bị đó cứng, sử dụng gây chảy máu với nhiều bệnh nhân. Ông Lê Văn Phúc nhấn mạnh, có nhiều vướng mắc thực tế như vậy cần phải tháo gỡ mới giải quyết được chuyện thiếu vật tư y tế khám chữa bệnh. Với việc đặt máy, mượn máy từ các doanh nghiệp tư nhân tại bệnh viện công, Trưởng ban chính sách Bảo hiểm y tế khẳng định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đang tiếp tục thanh toán cho người bệnh. Ông cũng nêu nguyên tắc theo Nghị định 151, cơ sở dịch vụ công không được mượn máy, cũng không được để doanh nghiệp tư nhân đặt máy để sử dụng hóa chất do đơn vị này cung cấp. Cơ quan bảo hiểm cũng đã báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc này để có hướng chỉ đạo, xử lý. Hàng loạt cựu lãnh đạo sở ngành ở Khánh Hòa bị đề nghị kỷ luật. Thưa quý vị và các bạn, sáng 8 tháng 7, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Ghi, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trần Văn Thọ và Trần Quang Bửu, đều là cựu phó giám đốc Sở Xây dựng, Vũ Xuân Thiềng, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Văn Nhật, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trần Sĩ Quân, phó cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Nguyễn Ngọc Tâm, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính bị xác định thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định giá đất tại dự án BT Trường Chính trị tỉnh và tham mưu định giá bán tài sản tại đây. Ông Tâm còn bị cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tự ý bỏ sinh hoạt đảng từ tháng 5 năm 2021 đến nay, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Còn ông Trần Văn Thọ trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2017, khi còn là giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, được cho đã thiếu trách nhiệm, không tham mưu tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu theo quy định đối với dự án trên và hoàn vốn khu đất này. Ông còn bị cáo buộc đã vi phạm luật đấu thầu năm 2005, vi phạm khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Đối với ba cựu lãnh đạo sở khác và phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh gồm ông Thiềng, Bửu, Nhật, Quân đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định giá đất của dự án BT Trường Chính trị tỉnh, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Vi phạm của 6 cựu cán bộ trên được đánh giá là đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng và cá nhân đảng viên. Khu đất Trường Chính trị tỉnh rộng 7.300m2 nằm ở trung tâm thành phố Nha Trang, được tỉnh Khánh Hòa có quyết định giao cho công ty Thanh Yến đầu tư làm khu phức hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà ở chung cư Nha Trang Center 2, nay đổi tên dự án Gold Coast, cao 40 tầng và đã đưa vào hoạt động. Đổi lại, doanh nghiệp xây Trường Chính trị mới với mức đầu tư 149 tỷ đồng, không đấu thầu. Tổng giá trị khu đất được giao là hơn 114 tỷ đồng, được cho là rẻ hơn rất nhiều so với quy định và giá thị trường, gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước số tiền hơn 74 tỷ đồng. Liên quan đến sai phạm trong việc giao khu đất trên cho doanh nghiệp, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt giam 13 bị can, trong đó có ông Nguyễn Chiến Thắng và người tiền nhiệm là ông Lê Đức Vinh, đều là cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ.